Hiển nhiên, giới tử thần U có ý định như vậy. Hắn ta điều khiển thánh linh khổng tước giang rộng hai cánh, hào quang bảy màu hòa trộn, quấn quanh nhau, hình thành một vòng dị tượng không cách nào phá nổi. Muốn ta quỳ xuống xin chết à? Ngây thơ! Khóe miệng hắn ta nhếch lên cao, để lộ nụ cười mỉa mai, trầm trọng quát, Lâm Nhất, khi ta tu luyện võ học thánh linh thì ngươi sợ là còn không bằng con sâu cái kiến. Đừng tưởng mình nắm giữ hai đại thánh linh thì có thể vô địch thiên hạ, còn phải xem có thể phóng xuất được uy lực của chúng không đã. Đấu với ta à, ngươi còn non lắm. Giới tử thần U nuốt vào một viên đan dược, thoáng cái, hắn ta đã đánh ra hai thủ ấn. Trời đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, mỗi một thủ ấn được thi triển thì thân hình của khổng tước bảy màu lại to lên một chút, đợi sau khi hai thủ ấn được thi triển hoàn tất, khổng tước bảy màu giang rộng cách, bộc phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Hào quang bảy màu tựa như hóa thành thực chất, dưới luồng ánh sáng vô biên vô tận kia, thoáng hiện lên một tòa thánh sơn. Phốc thử! Uy áp khủng bố thuộc về giới tử thần U lại lần nữa giáng xuống, khiến nhiều người bị chấn động đến nỗi hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Đại thành! Giới tử thần U đã tu luyện môn võ học thánh linh này đến cảnh giới đại thành. Khó trách hắn lại có sức lực lớn như vậy. Mọi người cảm thấy quá sợ hãi, từ sâu trong lòng đã bị đả kích không nhẹ. Muốn ta quỳ xuống xin tha ư? Ha ha, Lâm Nhất, để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Đợi đến khi khí huyết của ngươi tiêu hao hết, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy ta lột sạch y phục của Nguyệt Vi Vi. Ha ha ha, giới tử thần U cười như điên, mắt hắn ta lóe lên sát ý sắc lạnh, kiệt ngạo bất tuân. Hắn ta rất âm độc. Biết rõ Nguyệt Vi Vi chính là điểm yếu của đối phương nên đã cố ý kích thích, muốn phá hư tâm cảnh của Lâm Nhất. Tâm tư của kẻ này quá mức độc ác, lại còn trơ trẽn, thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Mọi người cảm nhận được rất rõ ngay sau khi hắn ta dứt lời, khí tức trên người Lâm Nhất đã có sự dao động mạnh, hiển nhiên, cảm xúc của hắn đã bị quấy nhiễu. Hừ, đến cùng cũng chỉ là một tên thiếu niên, chỉ với một bầu nhiệt huyết mà dám đấu cùng ta. Đúng là không biết sống chết. Khóe miệng giới tử thần U nhếch lên cao, để lộ nụ cười khoái trá. Hắn ta càng cười càng rỡ hơn, còn lớn tiếng nói, Lâm Nhất, Nguyệt Vi Vi vẫn còn là xử nữ đấy, hề hề, chắc là ngươi còn chưa kịp hưởng thụ đúng không? Đáng tiếc, hời cho ta rồi. Oanh! Nhưng lúc này, hắn ta lại không cảm nhận được dao động cảm xúc từ trên người Lâm Nhất, mà đổi lại là một luồng khí lạnh cực kỳ đáng sợ. Lâm Nhất cụp mắt xuống, ánh sáng lạnh tựa như mũi kiếm vô cùng sắc bén từ trong mắt hắn bắn ra, đạt đến cảnh giới khủng bố trước nay chưa từng có. Nhưng lòng của hắn lại bình thản hơn bao giờ hết. Phá hư tâm cảnh của ta ư? Ngươi nghĩ thật hay, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tu luyện thánh linh đến đại thành. Lâm Nhất cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, huyết khí dồi dào trong cơ thể bắt đầu sôi trào, rót vào hai đại thánh linh. Oanh! Uy lực thánh linh hùng mạnh từ trên người Kim Ô và Ngân Hoàng bùng nổ, thoáng chốc, trời đất cũng chao đảo. Dao động năng lượng mạnh thật. Chẳng lẽ hai đại thánh linh của Lâm Nhất cũng tu luyện đến đại thành? Việc này, sao có thể chứ? Khi nhìn thấy Kim Ô và Ngân Hoàng cùng bộc phát hào quang, mỗi một hào quang đều lan ra với đường kính lên đến ba trượng, mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm vì kinh hãi, suýt nữa cằm cũng rớt xuống. Song linh đồng tu mà cả hai đều đến đại thành, đây là bực nào nghịch thiên? Tạch, 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 vô số hào quang vỡ vụn tựa như những mảnh thủy tinh trôi nổi giữa không trung. Uy áp khủng bố từ trên người giới tử thần U phát ra thoáng cái không còn sót lại chút gì. Thánh linh Kim Ô và Ngân Hoàng Đại Thành đồng thời bắn ra hào quang, đó cũng là lúc uy lực thánh linh hùng hậu đến khó tưởng bộc phát, vừa chạm mặt lập tức khiến uy lực của thánh linh khổng tước bảy màu vỡ nát. Đồng thời, dưới luồng sáng vàng và bạc chiếu rọi, Lâm Nhất duỗi tay ra. Đó là một cái tay hoàn mỹ, thuôn dài mà xinh đẹp. Ngay trước mắt mọi người, cái tay kia dường như đồng thời nắm giữ mặt trời và mặt trăng. Khi năm ngón tay hoàn toàn nắm lại thành quyền, khoảnh khắc đó, Lâm Nhất tung ra một quyền cách không hướng về phía giới tử thần U. Dường như thời gian bị giam cầm lại một giây, trong một giây này, trời đất cô tịch, vạn vật im ắng, tim mọi người cũng thoáng ngừng lại một nhịp. Bành! Sau một giây đó, hư không lập tức vỡ vụn, ngay cả khí tinh nguyên chảy xuôi trong thiên địa cũng bị đánh sụp bởi một quyền này. Bụi bay đầy trời, linh khí vô tận tựa như bị lốc xoáy quét qua. Quyền mang của Lâm Nhất mang theo khí tức hỗn độn từ thời cổ, khí tức kia phá không mà đến,
quyền mang còn chưa hoàn toàn rơi xuống mà khoảng không gian phía trên đỉnh đầu giới tử thần U đã bị nổ nát. Phốc thử! Giới tử thần U phun ra một ngụm máu tươi, khí thế đã hoàn toàn bị nghiền nát. Hắn ta muốn xuất ra bí bảo để ngăn cản luồng uy lực thánh linh này nhưng... Phanh! Nó giáng xuống với tốc độ quá nhanh, gần như chỉ một khoảnh khắc đối mặt đã ầm ầm tuôn ra. Hắn ta bị đánh văng xuống đất với tốc độ tia chớp, khi hai chân vừa chạm đất, mặt đất lập tức nổ tung, bụi bay mù trời, rồi lại chợt bị quyền mang đè ép mà nổ mạnh. Đáng chết! Giới tử thần U luống cuống, hắn ta thật sự hoảng sợ khi phát hiện thời khắc quyền mang của đối phương giáng xuống, hai luồng uy lực thánh linh không ngừng chất chồng lên nhau, áp lực tựa như núi kia gần như chấn vỡ xương cốt của hắn ta. Hắn ta cảm thấy rất uất ức, bởi lẽ hắn ta còn có rất nhiều bí bảo cùng thủ đoạn, nhưng giờ phút này lại không cách nào sử dụng được. Dưới uy áp của thánh linh, hắn ta chỉ có thể liều mình chống cự chớ không còn tâm trạng để suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Không hay rồi. Đồng tử giới tử thần U co mạnh, hắn ta vô cùng kinh ngạc khi phát hiện hai chân của mình đã mất khống chế mà run rẩy. Cái này. Một ý nghĩ khó có thể tin chợt lóe lên trong đầu giới tử thần U. Chẳng lẽ hắn ta sẽ thật sự quỳ xuống, quỳ trước mặt Lâm Nhất, một tên sâu kiến đến từ hạ giới? Không, không, không. Nghĩ đến đây, giới tử thần U chợt cảm thấy vô cùng hoảng sợ, toàn thân phát lạnh. Hắn ta là giới tử cao quý, nhận được truyền thừa từ chiến giới thần U cổ xưa, phía sau hắn ta là thế gia thánh giả, thử hỏi sao hắn ta có thể quỳ xuống trước Lâm Nhất cho được. Bịch! Nhưng mọi việc không diễn ra theo suy nghĩ của giới tử thần U. Quyền mang của Lâm Nhất mang theo uy áp tựa như tia chớp giáng xuống, khiến đôi chân đang run rẩy của hắn ta thoáng cái quỳ sụp xuống. Ôi trời ơi! Hành động này khiến mọi người thét lên vì kinh hãi, từng bóng người bay vụt đến, bọn họ đứng từ xa trợn tròn mắt mà nhìn cảnh này, miệng há hốc ra, không nói nên lời. Điều này, sao có thể? Đám giới tử trước đó vẫn xem thường Lâm Nhất, giờ sắc mặt của bọn họ khó coi hơn bao giờ hết. Điều này, sao có thể? Một giới tử bị Lâm Nhất ép đến mức phải quỳ xuống, đây quả thực là chuyện trước nay chưa từng có, khó mà tưởng tượng nổi. Giới tử thần U có cảm giác mặt mình nóng rát, trước đó, hắn ta vờ vịt khen ngợi Lâm Nhất, nhưng thật ra đó đều là âm thầm mỉa mai. Thậm chí hắn ta tự cho là đúng, bày mưu tính kế ép Bùi Tuyết rời khỏi đối phương, còn dám kết luận rằng Lâm Nhất ắt phải chết. Với một bầu nhiệt huyết như thế mà cũng dám đấu với giới tử trên thiên lộ thì chỉ có một kết quả, đó là bị đùa bỡn đến chết. Nhưng giờ đây, giới tử thần U lại quỳ xuống, cảnh tượng này tựa như một cái tát tàn nhẫn vỗ thẳng vào lòng tự tôn của hắn ta, khiến mặt hắn ta nóng rát. Những giới tử khác cũng lộ vẻ âm u, đồng thời, khiếp sợ không thôi. Tuy bọn họ cũng không có quan hệ thân thiết gì với giới tử thần U, nhưng từ sâu trong lòng vẫn xem hắn ta là người mình. Cho rằng hắn ta là một nhân tài kiệt xuất cùng cấp độ với mình, nên đám người này chưa từng để Lâm Nhất vào mắt. Nhưng giờ phút này, tất cả bọn họ đều đã tính sai, thế nên sắc mặt cả bọn cực kỳ khó coi, cũng cực kỳ âm trầm. Dừng tay! Tất cả diễn ra quá nhanh, đúng lúc này, giới tử Huyền Long và giới tử Thiên Càn mới sực tỉnh. Mặt hai người họ đỏ bừng, hiển nhiên đã thẹn quá hóa giận. Sao có thể như vậy? Bọn họ đã lên tiếng nói rằng sẽ khiến Lâm Nhất phải quỳ mà bỏ vào, nhưng giờ trước mắt bao người, giới tử thần U lại quỳ trước Lâm Nhất. Chết! Lâm Nhất cũng không để tâm đến tiếng giống của hai người này, hắn tung ra một quyền, vẫn là uy năng cùng tốc độ không cách nào tưởng tượng được. Một quyền này vừa mạnh, lại vừa dứt khoát và vô tình. Không! Người của chiến giới thần U và hai chiến giới khác đều bị một quyền của Lâm Nhất dọa sợ. Thật đáng sợ! Giới tử thần U đã bị uy áp của hai đại thánh linh ép phải quỳ xuống, khuất nhục như thế đã đủ khiến thế nhân khiếp sợ, người của bảy chiến giới khác còn chưa kịp phản ứng, vậy mà lúc này, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Nhất lại không hề có ý định dừng tay. Hắn vẫn đang khống chế giới tử thần U, đồng thời tung ra một quyền. Quyền mang kia khiến hư không cũng run lên vì hoảng sợ, nó mang theo uy áp của Kim Ô và Ngân Hoàng, được rót vào khí lực và chân nguyên. Nện thẳng về phía giới tử thần U. Chết! Hắn gầm lên, tiếng gầm tựa như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người. Một ý nghĩ khủng bố chợt lóe lên trong đầu tất cả mọi người. Chẳng lẽ Lâm Nhất thật sự muốn dùng một quyền này để giết chết giới tử thần U? Bỗng chốc, ý nghĩ này khiến ra đầu mọi người tê dần, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra sau lưng. Ý nghĩ này thật đáng sợ,
khiến lòng người lạnh lẽo, khiến cho đầu óc bọn họ trống rỗng, không còn nghĩ thêm được gì nữa. Đó chính là giới tử. Trên thiên lộ, giới tử có được địa vị tối cao, thậm chí ngay cả những tông phái siêu cấp đều phải nể mặt bọn họ vài phần, không dễ dàng đối chọi. Bọn họ tựa như thần, không thể đắc tội, không thể khinh nhờn, là yêu nghiệt thông thiên không cách nào chiến thắng được. Mọi người thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu giới tử chết đi trên thiên lộ. Việc này cũng không có gì lạ, bởi lẽ giới tử tựa như mặt trời chiếu rọi hư không, không ai nghĩ đến việc sau khi mặt trời nổ tung thì sẽ như thế nào. Giới tử mười phương chính là ánh mặt trời trên thiên lộ, hào quang chói mắt, không cách nào chết được. Nhưng hiện tại, một giới tử sắp phải chết. Trời đất cô tịch, vô số ánh mắt đổ dồn về một phía. Vèo. Hai luồng sáng bùng nổ, giới tử Huyền Long và giới tử Thiên Càn đồng thời ra tay. Hai người họ tựa như hai mặt trời đột ngột mọc lên, bắn ra hào quang mạnh vẽ và chói lọi, dưới hào quang bực này, người ngoài cũng khó mà thấy rõ mặt bọn họ. Vừa giật mình sực tỉnh, hai người biến sắc, không chút do dự ra tay. Trong một khoảnh khắc với tốc độ ánh sáng, bọn họ bộc phát ra uy năng khiến vòng trời chấn động, thoáng cái đã thi triển lực lượng đến cực hạn, không hề giữ lại chút gì. Tuy rằng so ra còn kém một kích đỉnh phong ở thời điểm vận sức chờ phát động, nhưng duệ khí đã đủ khiến người ta sợ hãi. Uy áp mênh mông vô tận thậm chí đủ sức phá vỡ hào quang uy lực của hai đại thánh linh. Huyền Long Phệ Không Thủ. Ma Tượng Thôn Thiên Trường. Hào quang bùng nổ, giới tử Huyền Long đánh ra một cái long chảo khổng lồ. Long chảo có ánh sáng vàng huyền bí vần quanh, thế tới rào rạt, xé rách hư không, ở vị trí trung tâm có vô số sợi linh văn đan xen, hình thành một trận pháp nhỏ cực kỳ đáng sợ. Nếu đếm kỹ có thể thấy hơn 1.000 linh văn. Khi rót vào chân nguyên, những đường vân kia lập tức bộc phát hào quang, khiến cho long chảo càng thêm sắc bén, dường như tồn tại chân thật. Thủ đoạn của giới tử Thiên Càn cũng không tầm thường, phía sau hắn ta sinh ra một con voi hoang dã được hình thành từ hằng hà sa số ma vân. Một trường này đánh ra tựa như núi cao đổ ập về phía Lâm Nhất. Hai đại sát chiêu xuất thế ngang trời. Thánh giáp thương long trên người Lâm Nhất đã vỡ. Nếu như hắn vẫn cố chấp đuổi giết giới tử thần U thì ắt sẽ bị trọng thương, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ bị nổ chết. Con sâu cái kiến mà cũng muốn giết ta. Mơ tưởng. Giới tử thần U bị uy áp của thánh linh trấn áp không khỏi tức giận, mặt hắn ta vặn vẹo, cơ thể bị ép quỳ xuống đang điên cuồng giãy giụa. Xương cốt hắn ta run lên từng hồi, hắn ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa kịp dùng đến, còn có rất nhiều át chủ bài trong tay, thế nên lúc này lòng hắn ta tràn đầy không cam lòng. Răng rắc, chợt một tiếng giòn tan vang phát ra từ trong cơ thể giới tử thần U, dường như xương cốt của hắn ta đã vỡ vụn. Âm thanh này cực kỳ vang dội, tựa như núi lỡ vậy, khiến lòng người không khỏi bàng hoàng. Sau âm thanh giòn rã kia, giới tử thần U đang bị áp chế đột ngột vùng dậy, hai chân đang quỳ trên mặt đất cũng từ từ đứng thẳng lên. Ha ha ha, mái tóc dài của hắn ta điên cuồng bay múa, hắn ta cười như điên, cùng với tiếng cười ngông nghênh đó. Khí thế trên người giới tử thần U cũng tăng vọt. Thậm chí, dưới uy áp khủng bố kia, hai tay hắn ta từ từ khép lại. Hắn ta muốn kết ấn, xuất ra át chủ bài, giết ngược Lâm Nhất. Ôi trời ơi! Mọi người hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hoảng sợ không thôi. Rõ ràng là hắn ta đã đảo ngược tình thế trong khoảnh khắc. Thoạt nhìn Lâm Nhất có vẻ như đang ở thế vô địch, nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn đã bị dồn đến bờ vực sinh tử. Chỉ cần giới tử thần U có thể ngăn được một kích này của hắn, thì sát chiêu của giới tử Thiên Càn và giới tử Huyền Long ắt sẽ rơi xuống người Lâm Nhất. Quả thật đáng sợ. Dùng thân làm mồi, nghịch chuyển càn khôn. Giới tử không thể bị nhục nhã. Chiến tướng và nhân tài kiệt xuất của chiến giới thần U gieo hò mừng rỡ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Mắt bọn họ bộc phát hào quang cực nóng, bầu không khí thoáng chốc trở nên cuồng nhiệt, vinh dự khi là nhân tài kiệt xuất của chiến giới lập tức trào dâng trong lòng họ. Giới tử không thể bị nhục nhã, kẻ làm nhục ắt phải chết. Bọn họ đồng loạt hô to, tiếng hô vang vọng khắp quảng trường Phong Lăng. Những người khác cũng thay đổi sắc mặt, quả thực nội tình của giới tử thần U khiến người ta phải khiếp sợ. Đổi lại là những người khác, dưới uy áp bực này sợ là sẽ quỳ xuống trong tích tắc, đồng thời chiến ý cũng lập tức sụp đổ. Nhưng sự kiêu ngạo của giới tử thần U lại khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Cùng lúc đó, sát chiêu của giới tử Huyền Long và giới tử Thiên Càn cũng đã giết đến. Oanh! Giới tử thần U điên cuồng thét lên,
vốn dĩ hắn ta đang quỳ, giờ đã hoàn toàn đứng lên, khiến bầu không khí tại quảng trường Phong Lăng thoáng chốc sôi trào. Ha ha ha, Lâm Nhất, người đấu cùng ta à, còn non lắm, mau quỳ xuống chịu chết, giới tử thần u cười như điên, hai tay hắn ta khép lại, 10 ngón tay nhanh chóng kết ấn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, trên lưng Lâm Nhất đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng, cánh kim ô phút chốc giang rộng ra. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, dường như có thể xé rách hư không, chỉ một cái lắc mình đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu giới tử thần U. Quyền mang của Lâm Nhất trực tiếp nện xuống đầu giới tử thần U. Phốc thử! Một ngụm máu tươi từ trong miệng giới tử thần U trào ra, hắn ta tựa như cọc gỗ, bị Lâm Nhất cứ thế nện thẳng xuống đất. Thủ ấn suýt nữa đã hoàn thành đến cuối cùng vẫn không kịp thi triển, tiếng cười điên dại của hắn ta còn vẳng vẳng bên tai, vậy mà lúc này người đã bị đóng cọc xuống đất. Ầm ầm. Mãi một lúc sau, mặt đất mới vang lên tiếng nổ kinh thiên, vô số tia lửa từ trong kẽ nứt bắn ra, rồi phóng thẳng lên trời. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trời đất tĩnh mịch, ngọn lửa kia chính là viêm mạch từ trong lòng đất tuôn ra, mọi người thật sự không nói nên lời, cả đám chỉ biết đứng được ra đó mà nhìn, trong mắt suýt nữa đã rớt xuống luôn rồi. Rốt cuộc một quyền này hung ác đến mức nào? Chẳng những có thể nện giới tử thần U vào lòng đất, mà ngay cả một viêm mạch cũng bị nện cho đứt gãy. Không có khả năng. Đám nhân tài kiệt xuất của chiến giới thần U vốn đang hò hét giới tử không thể bị nhục nhã, thoáng cái, cả đám đứng đực ra đó, há hốc mồm mà nhìn, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Quả thật bọn họ không thể tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, giới tử thần U cao quý tựa như vầng thái dương vậy mà lại bị Lâm Nhất dùng một quyền nện thẳng vào lòng đất. Hơn nữa còn đụng gãy một viêm mạch. Việc này thật sự quá khoa trương, đã vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác như có một khối đá lớn đè nặng ở tim, cả đám lộ vẻ cực kỳ khó coi. Giết hắn! Gần như ngay lúc đó, sát chiêu của hai giới tử còn lại đã đến, một là Huyền Long Vệ Không Thủ, một là Ma Tượng Thôn Thiên Trường. Hai đại sát chiêu khiến hư không chấn động, thoáng cái đổ ập xuống người Lâm Nhất. Giết hắn! Tên tiện chủng hạ giới này phải chết. Bọn họ thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ quạch lên, khi nhìn thấy Lâm Nhất bị dị tượng của sát chiêu nuốt chửng, cả hai đồng loạt giống lên. Thịch, thịch, thịch. Nhưng cánh kim ô trên lưng Lâm Nhất lại lần nữa giang rộng, tàn ảnh chất chồng lên nhau, có thể thấy được hắn đã nhanh chóng lui về sau. Lúc này, Lâm Nhất đã thúc giục kim ô cửu biến đến cực hạn. Thoạt nhìn dị tượng của hai đại sát chiêu nuốt chửng hắn, nhưng thật ra chỉ cắn nuốt tàn ảnh. Còn chân thân thì đã mau chóng lui ra ngoài. Bành! Tình huống vẫn hung hiểm như trước, sau khi chém vỡ tàn ảnh kim ô, khí thế của hai đại sát chiêu vẫn không hề giảm bớt, dị tượng hùng mạnh tựa như sóng thần cuộn trào, không ngừng truy đuổi và đánh úp về phía Lâm Nhất. Phạm vi của dị tượng quá mức khổng lồ, thoáng cái, Lâm Nhất đã không còn đường lui. Tiện chủng này còn chưa chết à? Nhân tài kiệt xuất của ba chiến giới tức đến nỗi suýt hộc máu. Sắc mặt cả bọn trông vô cùng dữ tợn. Nhưng trong một khoảnh khắc với tốc độ ánh sáng, Lâm Nhất hít sâu một hơi, 15 sợi long văn tím vàng lần nữa nhúc nhích. Hắn thừa nhận áp lực như núi, mồ hôi trên trán rỉ ra, kiếm ý ngân vang liên hồi, trái tim cũng điên cuồng nảy trong lòng ngực, nhiệt huyết toàn thân hắn ảo ảo tuôn ra, trong lồng ngực trào dâng một luồng khí thế hào hùng. Ngay khi hai đại sát chiêu sắp chôn vùi chân thân của Lâm Nhất, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh Thương Long chi chủ thi triển chiêu thức. Phong thái kỳ vĩ mà thần thánh kia thoáng chốc đã chạm kiếm chiêu của Lâm Nhất vô tung vô ảnh. Máu rỉ ra từ khóe mắt hắn, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vừa nãy, thi triển võ học thánh linh đã khiến huyết khí của hắn tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn chưa kịp thu chiêu. Hiện lại chính là thời điểm hắn suy yếu nhất, chỉ thở thôi cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lúc này đây... Hai đại sát chiêu cuồn cuộn đánh tới vốn không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi dù trong giây lát. Với tâm thái như thế này, rất khó có thể thi triển móng vuốt Thương Long một cách hoàn mỹ. Nhưng hắn không thể chết được, không thể, tuyệt đối không thể dừng lại tại đây. Còn có người đang chờ hắn cứu, còn có người mà hắn cần phải gặp. Đó là một lòng hướng kiếm, quyết không nhận thua. Lâm Nhất điên cuồng hét lên, y phục trên người hắn bắt đầu phấp phới. Một đầu tóc dài cũng tung bay trong gió. Hắn chợt duỗi tay chụp tới, 10 sợi long văn vàng tím bộc phát hào quang, thoáng cái dũng mãnh tràn vào lòng bàn tay hắn, dưới sự thúc giục của chân nguyên, còn chưa đến một nhịp thở, chúng đã diễn hóa thành một vòng xoáy phong lôi hoàn mỹ. Trong lúc long văn chuyển động,
Lâm Nhất duỗi tay ra, như tia chớp phá tan biển mây, chộp mạnh vào hư không. Oanh! Bất kể huyền long chảo xé rách hư không hay man tượng cự trưởng vô cùng ngưng thực cũng đều bị hắn chộp lấy, trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Dị tượng bao la hùng vĩ, làm trời đất chao đảo cứ thế biến mất trước mắt bao người. Mọi người trợn tròn mắt mà nhìn, bọn họ không cách nào tin được cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình. Đám người trong mắt tràn đầy lửa giận, đang hô hào bảo Lâm Nhất chịu chết chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Việc này vốn không có khả năng. Bọn họ trợn trừng mắt nhìn thiếu niên kia, Lâm Nhất khoác trên mình một bộ thanh sam, di thế độc lập. Tơ máu trong mắt hắn dường như ngưng kết thành nước mắt, từ trong hốc mắt trượt xuống. Gương mặt không nhiễm bụi trần, hệt như trích tiên giờ phút này trở nên trắng bệch, tái nhợt như yêu, làm rung động thế gian. Ngay lúc này, Lâm Nhất sầm mặt, quát lớn, Tiểu Hồng, đi cứu người. Bịch, côn sắt màu đen tỏa ra ánh sáng vàng đen. Nó đột một vọt đến khiến mấy tên chiến tướng và nhân tài kiệt xuất đang canh giữ trước cột đá bị quét thành hai nửa. Ngựa huyết long hóa thành một cái bóng đen, tay cầm ma côn thiên khôi phóng về phía cột đá đang giam giữ Nguyệt Vi Vi với khí thế đại sát tứ phương. Muốn chết, liếc thấy một con mèo mà cũng dám làm càn, hai đại giới tử giận tím mặt. Trả lại cho các ngươi. Bàn tay đang siết chặt của Lâm Nhất đột ngột buông lỏng, kế đó hắn vung mạnh tay lên. Huyền Long Vệ Không Thủ và Ma Tượng Thôn Thiên Trưởng cuốn theo một luồng kiếm ý lao về phía hai đại giới tử là Huyền Long và Thiên Càn với khí thế cực kỳ hung hãn. Vô liêm sỉ. Đồng tử bọn họ co mạnh, cả hai chửi ầm lên, tức đến run người. Mãi cho đến lúc này, Lâm Nhất mới thở hắt ra một hơi. Hai đại thánh linh là Kim Ô và Ngân Hoàng hóa thành hai chùm tia sáng, một lần nữa lẩn vào hư không. Sắc mặt vốn tái nhợt của hắn dần trở nên hồng nhuận với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mái tóc dài tung bay theo gió, kiếm ý tùy ý càn quét giữa thiên địa. Ngựa huyết long cầm ma côn thiên khôi bỗng nhiên ra tay, chẳng ai trong những anh tài kiệt xuất của chiến giới có thể cản được nó, hiếm có ai đỡ được ba chiêu. Nó thể hiện ra một sức mạnh khủng khiếp, trên người tràn ngập khí tức cuồng bạo, ánh mắt sắc bén như dao. Bộ lông đen tuyền óng ánh, cả người tỏa ra uy áp của hung thú thái cổ. Người bị nó nhìn lập tức cảm thấy sợ hãi tột độ, giống như bị một con hung thú thái cổ nhìn chằm chằm. Chỉ với nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng ấy đã khiến cho sức chiến đấu của người ta giảm hẳn. Chứ đừng nói đến ma côn thiên khôi trong tay nó còn có nguồn gốc cực kỳ phi phàm. Đây là một kiện tổ khí vô cùng cổ xưa, nếu có thể khôi phục như cũ thì cấp bậc còn cao hơn cả đạo khí. Nó đã lộ ra một sức mạnh khủng khiếp khi ở trong tay ngựa huyết long, vừa vung lên. Cả không gian như bị bóp méo. Cảnh tượng đó khiến người xem kinh ngạc không thôi, ai mà ngờ được con mèo danh ma đi theo bên cạnh Lâm Nhất cũng có sức chiến đấu cỡ đấy. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường Phong Lăng đều là một đống đổ nát, mặt đất đâu đâu cũng gồ ghề lòi lõm. Các vết nứt không ngừng lan rộng, bên trong còn bắn ra dung nham xen lẫn với máu tươi và xương cốt khiến khu vực này trông như một cái lò luyện ngục trên cõi trần. Cực kỳ thảm thiết. Chẳng ai ngờ được chỉ có mỗi mình Lâm Nhất đã khiến cho ba chiến giới lớn phải trả một cái giá đắt như vậy. Anh tài của chiến giới tổn thất nặng nề, toàn bộ quảng trường Phong Lăng gần như đã bị hủy hoại, mặt đất chất đầy hài cốt, máu chảy thành sông. Nhưng đến giờ, điều khiến người ta không thể nào quên được chính là cảnh Lâm Nhất một quyền đấm giới tử thần u lún sâu vào lòng đất. Cảnh tượng ấy đã in sâu vào trong đầu mỗi người, chỉ cần nhớ lại là lập tức hiện ra trước mắt. Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của giới tử thần U, sau đó hắn ta đã bị một quyền giáng xuống từ trên trời đấm vào giữa trán, miệng trào máu, cả người bắn thẳng xuống đất đâm gãy cả một dãy viêm mạch. Cảnh tượng ấy vô cùng chấn động, khiến người ta không tài nào quên nổi. Không gian vang lên một tiếng nổ, đó là giới tử Thiên Càng và Huyền Long đã đánh nát hai sát chiêu của Lâm Nhất và chạy tới. Hai người đều mặt xám mày cho, trông khá chật vật. Nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt hết sức khó coi. Chỉ thấy sắc mặt đối phương dần từ trắng bệch trở nên hồng hào, huyết khí vừa hao tổn ban nãy đang nhanh chóng khôi phục lại. Hai người thấy cảnh đó thì đôi môi không khỏi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Võ học thánh linh cực kỳ tốn huyết khí, dù chỉ là lấy thánh linh ra thôi cũng đủ để hao hết huyết khí của một người. Nhưng Lâm Nhất vừa tìm được cơ hội nghỉ ngơi, huyết khí đã thoáng chốc khôi phục hơn nửa. Thánh giáp rách tung tóe trên người hắn cũng dần tỏa ra ánh sáng sau khi thi triển Thương Long Thánh Thiên Quyết. Thậm chí, nó còn bắt đầu xuất hiện hư ảnh của rồng.
Tên danh khốn khiếp. Trong mắt Giới Tử Huyền Long lóe lên vẻ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, lần đầu cảm thấy đối thủ khó chơi. Thánh giáp Thương Long đã bị Huyền Long đánh nát, vì thế gã ta cũng trả một cái giá đắt, trực tiếp chịu một quyền của đối phương. Xương sườn gã ta suýt bị đánh gãy, ngực đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, sức mạnh cuồn cuộn kia giống như một kích của chân long. Giờ nhớ lại mà vẫn tê cả da đầu, quả thật khiến người ta phải e dè. Lúc này, hai người hoàn toàn không còn xem nhẹ Lâm Nhất nữa. Chẳng qua, ánh mắt của họ càng trở nên lạnh lẽo vì hai người cảm giác được một tiềm năng khủng bố từ trên người Lâm Nhất. Kẻ này phải chết, thật là đáng sợ, một khi rời khỏi con đường thông thiên, không biết còn phát triển đến mức nào nữa, Giới Tử Thiên càn mặt mày âm u lạnh lùng nói. Giới Tử Huyền Long cũng nghĩ vậy, âm thầm gật đầu. Hai người đều không có nhắc đến sự sống chết của thần ư, có vẻ như không quan tâm đến điều đó cho lắm. Phụt! Lại có anh tài của chiến giới chết dưới ma côn thiên khôi của ngựa huyết long, cảm xúc của hai giới tử lập tức dao động kịch liệt. Một con ma sủng mà cũng dám ngông cuồng chém giết trước mặt bọn họ, quả thật còn khó chịu hơn bị người khác tát cho một bạt tai. Lâm Nhất nhướng mày, lờ đãng bước lên trước một bước, lạnh lùng nói, khuyên hai vị đừng nên xúc động. Kiếm quang trên người hắn lập tức tỏa sáng, kiếm ý khủng bố chút xuống bao phủ hai giới tử Huyền Long và Thiên Càn. Khí thế ngạo nghễ không địch thủ ấy của Lâm Nhất càng khiến người ta cảm thấy áp lực hơn sau trận chiến vừa rồi. Tuy đối mặt với giới tử, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ Lâm Nhất. Tên ôn con này, sắc mặt hai giới tử đổi tới đổi lui, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Một lúc sau, giới tử Thiên Càn ngó Lâm Nhất rồi liếc ngựa huyết long, chậm rãi nói, Lâm Nhất. Có thể dồn chúng ta đến nước này thì ngươi đúng là có chút bản lĩnh đấy. Nhưng, chút bản lĩnh ấy không phải là vốn liếng để ngươi đắc tội tam đại giới tử. Lâm Nhất mặc trường bào màu xanh, cảm xúc cũng không có vì lời nói của đối phương mà dao động. Hắn biết đối phương đang kéo dài thời gian, nhưng cũng không lo lắng, ngựa huyết long đang cứu người rồi. Nhiệm vụ trước mắt của Lâm Nhất là giữ chân hai người này, tạo nhiều cơ hội hơn cho nó. Thủ đoạn của các giới tử quả thật khiến người ta ớn lạnh, từ khi hắn bước lên con đường thông thiên này thì đây là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Dù đến tận bây giờ, hắn cũng không dám chắc có thể chiến thắng. Muốn giết chết một giới tử quả thật quá khó. Giới tử thần U cũng không có chết, nếu không có đủ thực lực thì một quyền ẩn chứa sức mạnh thánh linh kia đã đánh đối phương thành một đống thịt nát rồi. Có điều, tình trạng của đối phương cũng vô cùng thê thảm là được. Trong thời gian này, nếu ngựa huyết long có thể cứu Nguyệt Vi Vi thì mọi thứ sẽ không còn bị động như vậy nữa. Vòm trời bỗng dưng điên cuồng chấn động, lóng lánh ánh sáng đen nhánh cuồn cuộn như biển. Ngựa huyết long xoay ma côn thiên khôi, sau lưng hình thành bóng một con long viên khổng lồ. Long viên kia như sinh ra ở thái cổ, cũng cầm ma côn thiên khôi to lớn đập xuống dưới. Bốn gã yêu nghiệt trên kim bảng còn sót lại lập tức bị đánh bay trước một côn ấy. Cơ thể nứt toạc, máu bắn tung tóe. Có vẻ sắp cứu được rồi. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, không chút sợ hãi. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, nếu ngựa huyết long có thể lợi dụng cơ hội này cứu Nguyệt Vi Vi thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu không cứu được, cũng có thể ép đối phương lấy ra con át chủ bài. Giới tử có rất nhiều thủ đoạn, song cũng có lúc dùng hết. Giới tử Huyền Long thấy con ngựa huyết long kia ngông cuồng như thế thì trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói. Hay là ngươi cho rằng chỉ dựa vào một con ma sủng đã có thể cứu người? Lâm Nhất nhàn nhạt đáp, nếu ta nói đúng vậy thì sao? Trong mắt giới tử Huyền Long lập tức lộ ra vẻ quyết đoán, quát, vậy thì ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Điền Long trấn ngục đài. Dọc, dọc, dây xích trên cổ tay gã ta bắt đầu đong đưa, khu vực nhốt Nguyệt Vi Vi bỗng dưng bắn ra 9 sợi xích khổng lồ. Mỗi một sợi đều y như mãng xà tỏa ra ánh sáng đen nhánh. Sau đó chúng chợt khép lại như những cánh hoa, thoáng chốc hình thành một cái lồng giam hình tròn. Chiếc lồng kia bỗng dưng bay lên khỏi mặt đất rồi lơ lửng giữa không trung, ngựa huyết long xông tới lập tức bị đánh bay. Nhưng như thế vẫn chưa xong, gã ta cong ngón tay lên búng một cái, xiềng xích trong tay hóa thành một ánh sáng đen bắn ra ngoài. Nơi nó bay qua tràn ngập khói đen, thoáng chốc đã có một con long mãng rực lửa, phun ra lưỡi rắn xông thẳng về phía ngựa huyết long. Mọi thứ xảy ra cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong thoáng chốc. Hiển nhiên với những thủ đoạn cỡ đó thì họ đã lên kế hoạch từ lâu. Nếu không bị ngựa huyết long ép ra, có lẽ Lâm Nhất sẽ bị nhốt trong cái lồng kia,
thậm chí là bị con long mãng trông cực kỳ khó chơi kia đánh bị thương và trở nên rất bị động. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ lạnh lẽo, đám người kia đúng là để mắt đến mình mà, chuẩn bị cũng ít có ít lắm, hoàn toàn không tính để hắn sống. Huyền Long Mãng. Mọi người ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ xích tinh khung khóa long trong tay giới tử Huyền Long lại do một con Huyền Long Mãng biến thành. Giới tử Huyền Long lạnh lùng nói, dù là cao thủ thiên phách lục trọng thiên thì cũng không thể phá hủy Điền Long trấn ngục đài. Hôm nay ngươi nên từ bỏ cái ý tưởng ấy đi, cũng đừng hòng cứu được người. Hãy nghĩ xem làm sao để giữ được cái mạng của mình thì hơn. Ngươi vẫn chưa thấy được thủ đoạn chân chính của bọn ta đâu. Trò chơi cũng nên kết thúc rồi. Giới tử thần U vẫn chưa xuất hiện nên ngươi cho rằng giới tử chúng ta là trò hề à? Giới tử thiên càn hai mắt lạnh lẽo như băng sáng giọng nói. Giới tử thần U vẫn chưa chết. Bị người ta đấm thẳng một quyền vào chỗ hiểm như giữa trán, còn đâm gãy viêm mạch dưới lòng đất mà vẫn còn sống. Rắc, rắc, rắc. Trong lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc thì vết nứt trên mặt đất ngày càng lan rộng, ngọn lửa nóng bỏng phun ra. Cùng lúc đó, một khí tức khủng bố cũng theo ngọn lửa trào ra từ sâu trong lòng đất. Khí tức ấy khiến trái tim mọi người đập dồn dập, cả người cũng bất giác run bần bật. Trời đất ơi, giới tử thần U thế mà vẫn còn sống. Hắn ta chắc chắn có bảo vật át chủ bài bảo vệ tính mạng do người lớn trong tộc ban cho. Một quyền ban nãy không thể đánh thần U thành một đống thịt nát thì rõ ràng là có điểm gì đó rồi. Của cải của chiến giới đáng sợ ghê, khí thế cỡ đấy. E rằng hắn ta đã thi triển hết tất cả thủ đoạn của mình rồi. Kia mới là thực lực chân chính của thần U ư. Giới tử thần U bỗng dưng phát ra một khí tức khủng bố khiến người ta giật mình. Nhưng chuyện ấy lại có vẻ như là điều hiển nhiên. Là một giới tử mà không có mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì có vẻ không nói nổi. Không thể trêu vào giới tử, ngoài thực lực đáng sợ của bản thân họ ra, đa số còn có truyền thừa khiến người đời khó mà nghĩ đến của chiến giới. Lâm Nhất, chưa ai có thể dồn ta đến nước này. Không một ai cả, ngươi là người đầu tiên, nhưng chắc chắn cũng là người cuối cùng. Khí tức khủng bố trào ra từ dưới lòng đất đã đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có, sau đó chợt có một cột sáng bắn thẳng lên trời. Cả không gian lập tức bị chùm sáng ấy chiếu sáng chói lóa. Uy áp cuồn cuộn của thánh linh lại hiện lên trên mảnh đất này khiến người ta biến sắc. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể thi triển võ học thánh linh, điều này quả thật khó tin. Nghe đồn, võ học thánh linh cực kỳ tốn huyết khí, dùng một lần thôi cũng đủ để người ta chết khô. Giới tử thần U đã phá vỡ lẽ thường, chẳng những thi triển võ học thánh linh thêm lần nữa, còn khiến uy áp của nó trở nên mạnh hơn. Ánh sáng ấy chiếu sáng khắp không trung rồi bùng cháy, mọi sinh linh trong đất trời này đều run rẩy dưới vầng hào quang của nó. Mặt đất điên cuồng chấn động, mọi người không nhìn thấy tình huống dưới lòng đất, nhưng lại cảm giác được có một khí tức khủng bố đang nhanh chóng xông lên. Không ai khác chính là giới tử thần U, hắn ta phát huy võ học thánh linh đến một ranh giới mới, định lao ra khỏi mặt đất đánh chết Lâm Nhất. Ánh sáng ngọc kia càng trở nên chói lóa, đạt tới một mức độ mà chẳng ai mở mắt ra nổi. Ánh sáng chói lóa ấy làm người ta cảm nhận được cơn giận và nỗi uất ức cùng cực của giới tử thần U. Hắn ta muốn rửa mối nhục xưa. Lâm Nhất, quỳ xuống chịu chết cho ta. Cùng với tiếng quát rung trời, giới tử thần U cũng lao ra khỏi lòng đất, trên đầu có một con phượng hoàng lửa bảy màu đang lượn vòng. Mọi người hít ngược một hơi, hắn ta thế mà sở hữu hai môn võ học thánh linh cùng lúc. Của cải của chiến giới quả thật khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Uy áp của con phượng hoàng lửa bảy màu kia rõ ràng mạnh hơn con khổng tước trước đó rất nhiều, làm cho người ta không dám chống lại, mạnh đến thái quá. Thiên Càn, Huyền Long đằng xa liên tục cười lạnh. Lâm Nhất cũng ngây thơ thật, cho rằng giới tử thần U bị mình giết ư. Hai người họ biết thần U có một sợi dây chuyền. Nó là con át chủ bài bảo vệ tính mạng mà người lớn trong gia tộc ban cho, cực kỳ quý hiếm. Trong giây phút sống còn có thể đỡ được một kích của tinh quân. Hai người họ kéo dài thời gian là để khiến đối phương có thể thi triển võ học thánh linh này. Một khi thi triển thì dù Lâm Nhất có thủ đoạn mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ chết mà thôi. Nhưng nụ cười trên gương mặt họ còn chưa phai đã thoáng chốc cứng đờ, một luồng kiếm quang bổ xuống từ trên trời, cắt nát hư không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Luồng kiếm quang kia dường như vĩnh hằng. Khoảnh khắc nó nở rộ thì hoàn toàn khiến mọi ánh sáng trong đất trời lu mờ.
Giới tử thần U vừa lao ra từ dưới lòng đất ban nãy còn chưa kịp bay lên trời, thánh linh phượng hoàng lửa bảy màu trên đầu đã bị bổ nát, thoáng chốc hộc máu. Ánh sáng của một kiếm kia cực kỳ chói mắt, một lát sau mọi người mới phát hiện Lâm Nhất đã rút kiếm từ bao giờ, trên đầu lơ lửng một vầng mặt trăng và mặt trời, hình thành một dị tượng hùng vĩ mặt trăng mặt trời cùng nhau tỏa sáng. Dưới ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, bộ trường bào màu xanh trên người hắn trông có vẻ thanh nhã như một vị tiên. Đây là chiêu mạnh nhất mà Lâm Nhất có thể thi triển, tên là Nhật Nguyệt. Trên tán thanh tiêu, hoa diên vĩ nở rộ, ta có một thanh kiếm, Nhật Nguyệt cùng sáng. Bịch, hai tay giới tử thần U đỡ lấy một kiếm ấy, đầu gối mềm nhũn, lại quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất thêm lần nữa. Tóc tai hắn ta bù xù, vừa chật vật lại nhục nhã, khuôn mặt vặn vẹo nghẹn tím cả bầm như màu gan heo. Một kiếm này của ta chờ ngươi rất lâu rồi đó. Lâm Nhất rũ mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Lâm Nhất, ngươi khinh người quá đáng. Giới tử thần U gầm lên, tức đến hộc máu, cứ nói một chữ lại có máu tươi trào ra. Hắn ta bị người ta đánh lún vào lòng đất đã đủ chật vật và mất mặt, chuẩn bị thật lâu hòng rửa mối nhục xưa, khi lao ra ắt sẽ khiến cho Lâm Nhất quỳ xuống xin tha. Nhưng ai mà ngờ được mọi việc sẽ trở nên như thế này, hắn ta đường đường là giới tử lại quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất thêm lần nữa. Dừng tay! Giới tử Huyền Long và Thiên Càn hoảng sợ, nghẹn đỏ cả mặt, lập tức xông đến. Cảnh tượng này có vẻ hơi giống với lúc trước, nhưng hai người rõ ràng lại không bình tĩnh như vậy. Họ đồng loạt thi triển võ học thánh linh. Một con thánh linh Huyền Long và thánh linh Ma Tương lao ra khỏi cơ thể hai người, lập tức có uy áp khủng bố tỏa ra từ trên người họ. Lâm Nhất vừa mới chém nát một con thánh linh, cuối cùng lại có thêm hai con nữa xông đến. Dù hắn có mạnh như thế nào thì cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Quần ẩu, cũng nên kết thúc ở đây thôi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn thả tay ra rồi chưởng một phát lên chuôi kiếm. Phụt, kiếm táng hoa phóng ra ngoài như một tia chớp, đâm xuyên qua vòng bảo vệ kiên cố của đạo giáp trên người giới tử thần U, đóng đinh hắn ta trên mặt đất. Đôi cánh kim ô sau lưng Lâm Nhất chợt vỗ mạnh nâng hắn phóng lên cao, trực tiếp chống lại hai giới tử thi triển võ học thánh linh. Mái tóc dài của hắn bay múa, sục sôi ý chí chiến đấu. Hắn muốn lấy một địch hai, nghiền nát hai giới tử vì trò chơi lần này cũng nên đến hồi kết. Huyền Long, Ma Tượng. Hai thánh linh bay ra từ người hai đại giới tử tỏa ra uy áp khủng bố, thoáng chốc chấn nát quảng trường phong lăng vốn đã chồng chất vết nứt. Rắc, rắc. Nham thạch vỡ vụn, không ngừng có ngọn lửa phun ra, vô số tảng đá khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Giờ phút này, quảng trường phong lăng nguy nga rộng lớn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống đổ nát, đâu đâu cũng tràn ngập những ngọn lửa, đá vụn ngổn ngang. Giới tử thần U bị kiếm táng hoa đóng đinh trên một tảng đá lớn. Hắn ta liên tục hộc máu, con người tràn ngập vẻ căm phẫn và không cam, gò má trắng bệch không còn chút máu. Việc liên tục quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất hai lần quả thật là một nỗi nhục nhã khôn kể không thể xóa nhòa đối với hắn ta. Còn bóng dáng màu xanh đeo hộp kiếm sau lưng lại bay lên không, không chút sợ hãi chống lại hai đại giới tử Thiên Càn và Huyền Long dưới sự khó tin của mọi người. Chán sống à! Hai giới tử thấy Lâm Nhất không biết tự lượng sức mình xông tới thì trong mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo như băng, đáy mắt tràn ngập sự tàn nhẫn khiếp người. Long trấn bát hoang! Ma tượng triển tinh! Hai người đều nổi giận gầm lên một tiếng, họ chẳng những triệu hồi thánh linh, còn dùng thánh linh thi triển ra những võ học khiến cả đất trời phải rung chuyển. Ầm, ầm. Trên người giới tử Huyền Long phát ra ánh sáng chói mắt, long uy cuồn cuộn. Dưới uy áp của thánh linh, gã ta trông như một con rồng sáng lấp lánh vắt ngang giữa không trung, dùng uy áp chí cao vô thượng áp đảo mọi người. Hết long ảnh này đến long ảnh khác bay ra khỏi người gã ta. Lượn vòng ở khoảng không sau lưng Huyền Long tạo thành một bức quần long bay múa. Dưới uy áp khủng bố ấy, những tảng đá khổng lồ bay ra từ cái khe không gian cũng không khỏi đứng im, cả không gian đều bị phong bế như thể thời gian cũng ngừng trôi. Thủ đoạn của giới tử Thiên Càn cũng cực kỳ đáng sợ, trên người chằng chịt vô số ma văn, kia chính là ma văn nguyên thủy khắc trên người ma tượng. Giờ phút này, những ma văn ấy đều lần lượt hiện lên rồi quấn khắp người gã. Thiên Càn giơ tay lên, ma văn đen nhánh quay cuồng trong lòng bàn tay. Ma quang ấy trộn lẫn một luồng năng lượng quỷ dị, lúc nhúc như có sinh mệnh, ẩn chứa sức mạnh khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Đất trời chợt tĩnh lặng, bất cứ ánh sáng nào cũng trở nên lu mờ trước hai võ học thánh linh kia. Rắc, rắc,
Rắc, rắc. Có tiếng kiếm gãy không ngừng vang lên, đó là kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất, nó hoàn toàn không chịu nổi trước uy áp của hai loại võ học thánh linh kia. Mọi người chấn động, trợn mắt há hốc mồm, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Trời đất ơi, kia mới là võ học thánh linh thật sự ư. Đáng sợ ghê, không ngờ đến cả kiếm ý thông thiên cũng không cản nổi. Kiếm ý thông thiên là sức mạnh mà chỉ tinh quân mới có thể sở hữu, nhưng võ học thánh linh cũng không phải là thứ thiên phách có thể hiểu được. Nếu chỉ đối mặt với uy áp của một loại võ học thánh linh, có lẽ còn có thể cản được. Nhưng phải đối mặt cùng lúc với hai loại võ học thánh linh thì có hơi quá sức. Có người đưa ra phân tích về uy áp của kiếm ý thông thiên, nhưng cũng có người cảm thấy nó đã nứt ra từ khi chống lại giới tử thần U rồi. Song dù thế nào thì tình huống hiện tại đều cực kỳ bất lợi cho Lâm Nhất. Lâm Nhất lấy một chọi hai như vậy là muốn chết hả? Kiếm của hắn đang trấn áp giới tử thần U, uy áp của hai thánh linh ban nãy gần như đã hao hết huyết khí của hắn rồi. Hắn lấy cái gì để đấu với hai đại giới tử chứ? Hành động điên cuồng của Lâm Nhất khiến mọi người hoảng sợ. Võ học thánh linh không thể tùy tiện sử dụng được, bởi khi một khi thi triển sẽ tiêu hao một lượng lớn huyết khí, thậm chí không đủ sức để đánh tiếp một trận. Hai đại giới tử Thiên Càn và Huyền Long đã lựa chọn vận dụng võ học thánh linh, cũng có nghĩa là bọn họ đã quyết tâm đánh cược một lần, không để Lâm Nhất tiếp tục liều lĩnh như thế nữa. Dừng ở đây thôi, đáng tiếc. Ánh mắt giới tử Hoàng Đồ chợt sáng chợt tối, hắn ta nở một nụ cười thản nhiên, tên Lâm Nhất này thật sự khiến hắn ta chấn động, suýt nữa cho rằng đối phương sẽ nghịch thiên cải mệnh. Cũng may là đã kết thúc rồi. Hai đại thánh linh đồng thời xuất kích khiến hắn tiêu hao toàn bộ huyết khí, lại còn phải phân tâm để trấn áp giới tử thần U, thế nên hắn vốn không có khả năng chống đỡ được. Nếu Lâm Nhất chết, bảo cốt thương long trên người hắn sẽ trở thành vật vô chủ, khi đó, giới tử Hoàng Đồ cũng không cần thiết phải e ngại đạo đức gì đó, có thể thẳng tay tranh giành. Bành! Giữa vòm trời, khi hai võ học thánh linh đánh úp lại, kiếm thế trên người Lâm Nhất nhanh chóng sụp đổ tựa như đê sập. Kiếm ý vô địch của Lâm Nhất có thể nói là có 102 trên thiên lộ, nhưng hiện tại lại rơi vào thế hạ phong, việc này khiến cho rất nhiều người đồng tình với Lâm Nhất có cảm giác tim. Thắt lại, một khi kiếm ý thông thiên sụp đổ, với tu vi của Lâm Nhất thì không cách nào ngăn cản được uy lực của võ học thánh linh. Chậc chậc, giới tử thần U bị đính chặt trên tảng đá lớn chợt cười phá lên đầy mỉa mai, sắc mặt hắn ta vô cùng dữ tợn, tay hắn ta cầm chặt mũi kiếm. Máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra nhưng hắn ta vẫn cố nén cơn đau dữ dội này để rút kiếm ra. Cùng lúc đó, hai đại giới tử Thiên Càn và Huyền Long không ngừng đến gần, dự định phá hủy hoàn toàn kiếm thế của Lâm Nhất. Nhưng ngay tại ranh giới chỉ mảnh treo chuông, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, mặc kệ kiếm thế trên người đang liên tục bị phá hủy. Hắn vận chuyển thương Long Thánh Thiên Quyết, khiến khí huyết bản thân không ngừng khôi phục, đồng thời, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Tay trái kim ô, tay phải ngân hoàng, hai chùm tia sáng chói lọi ở đầu ngón tay không ngừng giao thoa với nhau. Hư ảnh khổng lồ của kim ô và ngân hoàng từ từ phóng đại từ trên người Lâm Nhất, bộc phát uy áp đáng sợ. Võ học thánh linh. Mọi người chấn động, ngay cả giới tử của các chiến giới khác cũng nhíu mày, đồng tử co mạnh. Tên này điên rồi sao? Hắn còn có thể thi triển võ học thánh linh ư? Hắn còn dám sử dụng võ học thánh linh. Song linh đồng tu vốn khiến khí huyết tiêu hao vượt xa người thường. Trước đó, khi Lâm Nhất sử dụng hai đại thánh linh, khí huyết của hắn đã tiêu hao 7-8 phần. Giờ với thế trận này, hắn không chỉ gọi ra thánh linh, mà còn phải dùng võ học điều khiển thánh linh, thi triển ra võ học thánh linh hoàn chỉnh. Muốn làm được điều đó phải tiêu hao bao nhiêu khí huyết cơ chứ? Đừng nói không thể dùng một địch hai để ngăn cản hai đại giới tử. Mà dù có miễn cưỡng ngăn được thì e rằng hắn cũng sẽ biến thành một cái thây khô mất thôi. Bảo cốt thương long. Bảo cốt thương long bao gồm 10 tầng giam cầm, hiện tại Lâm Nhất đã phá vỡ được một tầng và thi triển. Ngay lập tức, long nguyên hùng hậu tuôn ra, khí huyết vốn chẳng còn lại bao nhiêu của Lâm Nhất giờ đã được nguyên long tẩm bổ, phút chốc trở nên dồi dào. Một luồng long nguyên khó có thể hình dung được rót vào khí huyết, lan khắp tứ chi bách hài. Bảo cốt thương long kích hoạt khiến hư ảnh kim ô và ngân hoàng vần quanh Lâm Nhất nhanh chóng trở nên ngưng thực hơn. Kiếm ý của hắn đang tan vỡ, vừa khéo có uy lực của thánh linh, lại lần nữa lên như diều gặp gió, phát ra hào quang sáng chói, liều lĩnh tràn ngập khắp khoảng không gian xung quanh đây. Tất cả mọi người đều rung động bởi hành động của Lâm Nhất, bọn họ có thể nhìn ra được, thiếu niên này không phải vô địch,
hắn rất chật vật, sắc mặt tái nhợt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng lòng vô địch của hắn, duệ khí bắn ra từ trong mắt hắn, sự kiên trì cùng cố chấp của hắn lại khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nguyệt Phi vì bị giam trong đài tù long không khỏi siết chặt xiềng xích, ánh mắt nàng ta tràn đầy hối hận. Nàng ta không để tâm đến điện quang bắn ra từ xiềng xích trên người mình mà liều mạng dãy giụa. Nàng ta thật sự hận, hận bản thân vì sao lại để tam đại giới tử bắt lấy, khiến Lâm Nhất phải rơi vào tuyệt cảnh thế này. Ai là địch với ngươi, thì cũng là địch với ta. Nàng ta nhớ đến những lời mà hắn đã nói trên thiên lộ. Nỏ mạnh hết đà mà vẫn gắng gượng, muốn chết. Giới tử thiên càn cười âm u, ma vân trên người hắn ta bắt đầu khởi động, càng phát ra ánh sáng chói lọi. Hắn và giới tử huyền long lần lượt thi triển võ học thánh linh, trong lúc ép sát Lâm Nhất, bọn họ cũng không ngừng rót vào đó khí huyết, hiển nhiên, mỗi người đều đang gánh chịu áp lực không nhỏ. Tên này quá mức đáng sợ, nhất định phải một kích giết hắn mới được. Kim ô hóa trời. Nhưng đúng lúc này, tiếng gào thét trầm khàn từ trong miệng Lâm Nhất phát ra. Đôi mắt đang nhắm chặt của hắn bất chợt mở ra, thánh linh kim ô trong cơ thể lao ra, hóa thành một luồng sáng vàng sộc thẳng lên trời. Soạt, thánh linh kim ô giang rộng cánh, sải cánh gần 10 mét, nó tựa như một tia chớp xoay tròn, một vòng rồi lại một vòng sáng vàng bắn ra, ánh vàng ngập trời. Hào quang kia phủ lên vòng trời, tạo thành một cuộn tranh ánh sáng, trời không mây, trong suốt mà kỳ ảo, trên cuộn tranh vàng kia được điểm xuyết vài ngôi sao. Bành, thánh uy minh mông phủ xuống, mang theo uy lực của võ học thánh linh. Khiến hai đại giới tử vừa nãy còn dễ dàng phá vỡ kiếm thế của Lâm Nhất chợt thay đổi sắc mặt. Việc này, làm sao có thể? Rõ ràng là kiếm ý đã sắp sụp đổ, vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra uy lực thánh linh kinh người, khiến giới tử thiên càn và huyền long trở tay không kịp. Không biết tự lượng sức mình, người có thể thi triển võ học thánh linh thì sao chứ? Còn có thể ngăn cản được hai ta à? Giới tử huyền long nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ta không tin tên này có thể lấy một địch hai, đồng thời ngăn cản hai võ học thánh linh. Mà dù có thật sự ngăn được thì một mình Lâm Nhất gánh vác hai đại thánh linh chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất thảm trọng hơn so với bọn họ, kết quả vẫn chỉ có một chữ chết. Còn chưa kết thúc. Ngân Hoàng hóa đất. 10 ngón tay Lâm Nhất biến ảo, thánh linh Ngân Hoàng đã bay ra ngoài, hóa thành một luồng sáng bạc. Dưới chân hắn lập tức hình thành một hồ nước màu bạc sáng lóng lánh như mặt gương. Giữa hồ có non sông tô điểm, đình đài lầu các, xa xưa cổ kính mà hùng vĩ không thôi. Thiếu niên mặc thanh sam đứng giữa hồ, tóc dài tung bay, mồ hôi liên tục tuôn ra trên trán. Trông hắn rất chật vật, dù có Long Nguyên trợ giúp, nhưng huyết khí dồi dào dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể cạn hết, mặt hắn đã sớm tái nhợt. Không còn lựa chọn nào khác, đây chính là cái giá phải trả của việc song linh đồng tu, bất kể là ai cũng phải chấp nhận. Cơ thể hắn đang run lên từng hồi, thân hình gầy yếu cứ như chỉ một khắc sau sẽ đổ ập xuống. Nhưng hắn vẫn đứng vững, thái dương là trời, trăng bạc là đất. Thiên, địa, đồng, tâm. Lâm Nhất gần từng chữ một, hắn giống lên một tiếng, sau đó tiêu hao toàn bộ huyết khí, vọt lên trời và phóng thẳng về phía hai đại giới tử. Ầm ầm. Giờ phút này, khí tức khủng bố tràn ngập thế gian, bầu trời sụp đổ, mặt đất lún xuống, ánh sáng bị hút cạn. Trời đất trở nên u ám. Kim ô và Ngân Hoàng hóa thành hai chùm tia sáng tồn tại duy nhất trong trời đất, mang theo ánh vàng trải khắp nền trời cùng ánh bạc phủ lên đại địa mênh mông, thoáng chốc, chúng hội tụ tại lòng bàn tay Lâm Nhất. Bành! Năng lượng vô cùng vô tận rót vào cơ thể Lâm Nhất, cả người hắn phát ra hào quang chói mắt, tóc đen điên cuồng bay múa. Trong lòng bàn tay hắn có hằng hà khí hỗn độn di động, năng lượng hùng hậu đang bắt đầu dao động, tựa như một quả tim không ngừng nảy lên. Phanh, phanh, phanh. Theo từng nhịp đập của quả tim kia, trời đất cũng rung chuyển dữ dội, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Phốc thử. Đám đông vây xem dù đã lui ra xa mấy chục dặm nhưng khoảnh khắc quả tim kia nảy lên, cả đám vẫn tái mặt, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Một vài người tu vi thấp không chống cự được, lồng ngực nổ tung, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Đáng chết, sao lại thế này? Mọi người kinh hoàng, không thể nào hiểu được, vội vận chuyển chân nguyên để ngăn cản âm thanh quái dị kia. Đồng tử của giới tử thiên càn và giới tử huyền long co mạnh, từ sâu tận đáy lòng, cảm giác hoảng sợ bỗng chốc sôi trào, dọa bọn họ tái mặt. Đây thật sự là võ học thánh linh sao?
bại. Lâm Nhất điên cuồng thét lên, năm ngón tay hắn siết chặt, thẳng thừng tung một quyền này ra. Răng rắc. Chỉ trong một cái chớp mắt, thánh linh do hai người họ gọi ra đã bị đánh nát, chia năm xẻ bảy, uy lực hùng mạnh càn quét bốn phía. Tạch, 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 tạch. Hai người hộc máu ngay tại chỗ. Trên người bọn họ có đạo giáp bảo mệnh, hiển nhiên, thủ đoạn của giới tử hơn xa so với người thường, nhưng giờ đây, trông bọn họ lại cực kỳ bất lực. Tầng tầng lớp lớp dị tượng từ trên người hai người họ tỏa ra, hình thành màn sáng hộ thể, nhưng vừa chạm vào một cái liền vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Bành! Đạo giáp trên người bọn họ kêu lên một tiếng rồi vỡ vụn, chân nguyên hộ thể cũng sụp đổ, trước ngực hai người họ xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tuôn ra không ngớt. Loạng choạng. Hai người lảo đảo, tựa như diều đứt dây, cứ thế rơi xuống. Lâm Nhất xoay người bay đi, ống tay áo như mây, thân như rồng lượn. Hắn không ngừng nhảy vọt qua những tảng đá vỡ vụn, lơ lửng giữa hư không, lao thẳng về phía đài Tù Long. Giữa trời đất, ánh mắt mọi người dõi theo hắn, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, trong mắt mọi người thật sự khó giấu nổi sự rung động. Thiếu niên này chỉ bằng lực lượng của một người mà có thể quét ngang ba chiến giới lớn. Đây là hành động vĩ đại mà khó ai có thể tưởng tượng nổi, một điều khó tin, mà hắn, chỉ là một hắc mã đến từ huyền hoàng giới mà thôi. Kiếm đến. Khi sắp đến nhà ngục ở đài Tù Long, Lâm Nhất đạp vỡ khối đá to dưới chân, vọt lên trời, duỗi tay khẽ vẫy. Soạt. Kiếm táng hoa đang đóng đinh giới tử thần u trên khối đá lớn chợt hóa thành một luồng sáng. Thoát cái đã về đến tay Lâm Nhất. Hắn nắm chặt táng hoa, kiếm thế vốn đang trên đà sụp đổ phút chốc trở lại trạng thái đỉnh cao, thanh tiêu dao động, tử diên khai hoa. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, trước cái nhìn của vạn chúng, hắn bổ xuống một kiếm. Răng rắc. Ngục tù chia năm xẻ bảy, xiềng xích phát ra tia sét cũng bị một luồng kiếm quang chặt đứt một cách hoàn mỹ. Kiếm ý thông thiên, có ta vô địch. Thanh sam rách nát. Trên người Lâm Nhất trải đầy vết thương, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc tai bù xù, đã mất đi phong thái vô địch lúc trước. Giờ phút này, hắn rất chân thật, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, tơ máu trong mắt tựa như nước mắt chảy xuống. Hắn nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên, để lộ một nụ cười vui vẻ, duỗi tay nói, Nguyệt Phi Phi, ta mang cô đi. Nguyệt Phi Phi, ta đưa cô đi. Lâm Nhất đứng trên đài của nhà ngục Tù Long, trông hắn có hơi thê thảm. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Thiếu niên tiến thẳng một mạch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cuối cùng chỉ để nói ra những lời này, làm được những việc này. Nguyệt Vi Vi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hốc mắt nàng ta ngân ngấn nước. Vốn dĩ nàng ta rất ít khi rơi lệ, ngoại trừ chuyện xảy ra thời bé, bấy lâu nay, chưa có việc gì khiến nàng ta phải khóc cả. Dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng có khó chịu đến mức nào đi nữa thì nàng ta vẫn nở nụ cười trên môi, cứ như một kẻ không tim không phổi vậy. Rất ít khi Nguyệt Phi Phi để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Nước mắt hiện tại một nửa là đau lòng, một nửa là cảm động. Nàng ta nói không nên lời, nhưng tay vẫn vô thức duỗi ra, nắm lấy tay Lâm Nhất, cứ thế siết chặt lấy tay hắn. Ngay lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên giống lên. Nó thi triển bí thuật Long Viên Biến trong Thái Cổ Long Viên Quyết. Từng sợi lông trên người bắn ra vô số ma quang màu đen, một luồng khí tức điên cuồng và thô bạo lan ra ngoài, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Oanh! Cơ thể nó bắt đầu phóng đại, cùng với âm thanh huyết khí tuôn chảy như sấm rền, nó hóa thành một tôn long viên cao gần 30 trượng. Huyền Long Mãng trước mặt nó bỗng chốc trở nên nhỏ bé, nó dùng đôi tay bắt lấy Huyền Long Mãng một cách cực kỳ thô bạo. Rồi gầm lên một tiếng đầy tức giận, sau đó xé con mãng xà này thành hai nửa. Máu tươi bắn ra tựa như mưa rào. Đây là hình thái cuối cùng của nó ư. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, hắn đã sớm đoán được ngựa huyết long sẽ có ba hình thái. Một là chiến mã với bộ long đỏ rực như máu cùng đôi cánh rồng trên lưng, hai là long miêu béo ú màu đen, nhưng không ngờ cuối cùng lại là long viên cực kỳ bá đạo. Ba loại hình thái có sự khác biệt cực lớn. Tuy nhiên, đều ẩn chứa long huyết, có liên quan đến huyết mạch rồng của ngựa huyết long. Vân ca ca, rời khỏi đây trước đã. Nguyệt Phi Phi nhìn quanh bốn phía, lộ vẻ cảnh giác. Hiện tại Lâm Nhất đã tiêu hao hơn phân nửa huyết khí, cũng đã sử dụng bảo cốt thương long.
Át chủ bài mạnh nhất là võ học thánh linh đã không cách nào thi triển được nữa. Hai trận đại chiến luân phiên, tuy thoạt nhìn hắn vẫn giữ được phong thái vô địch, nhưng trên thực tế, những vết thương khi giao đấu với giới tử đều bị tên ngốc này cố gắng ép xuống. Trạng thái của hắn không gọi là hoàn hảo, có điều, so với hắn thì tam đại giới tử có vẻ thảm hại hơn gấp 10 lần. Tam đại giới tử đã không còn đáng lo nữa, tuy nhiên, những giới tử khác vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Cả đám đều lộ vẻ bất thiện, không biết lúc nào sẽ ra tay nữa. Đối với giới tử, Lâm Nhất không ôm bất kỳ hy vọng gì cả, bọn họ cũng không tốt hơn giới tử thần U bao nhiêu đâu. Khi giao đấu với tam đại giới tử, hắn cảm nhận rất rõ có vài luồng khí lạnh hướng về phía mình, cho nên hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Nếu không phải bản thân bày ra thực lực đủ mạnh, chưa hẳn không có chuyện. Lâm Nhất khẽ gật đầu, rồi mang theo Nguyệt Vi Vi nhảy vọt lên không, đáp xuống người Long Viên Viễn Cổ, thấp giọng nói, đi. Hai mắt Tiểu Hồng lóe lên tia sáng đỏ như máu, giờ phút này trông nó vừa dữ tợn lại vừa khủng bố, sau khi nghe Lâm Nhất nói, nó liền siết chặt nắm đấm và tung ra một quyền. Bành! Một luồng sức mạnh cực lớn từ cự trảo của Long Viên tuôn ra, thoáng thấy được có khí lưu hình rồng mạnh mẽ đâm tới, phút chốc đã nghiền nát vô số khối đá lớn chắn phía trước. Tạch, tạch, tạch! Còn chưa hết, khí kình tựa như xoáy nước lan ra, vô số tảng đá khổng lồ. Những kiến trúc bị tàn phá trên quảng trường Phong Lăng, cùng với đủ loại dị vật đều bị chấn nát. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt bọn họ lóe lên tia kiêng kỵ. Ngay cả giới tử của bảy chiến giới cũng vô thức thay đổi sắc mặt. Nếu nói bọn họ không mơ tưởng đến bảo cốt thương long của Lâm Nhất thì đó là chuyện không thể nào, không thì bọn họ chạy đến quảng trường Phong Lăng để xem đại hội sát yêu gì gì đó làm quái gì chứ. Thật sự là một tôn xích huyết long viên. Ánh mắt giới tử hoàng đồ lóe sáng, hắn ta nói với vẻ kinh ngạc. Và hắn ta dùng tôn để biểu thị đơn vị, điều này biểu thị cho một sự kính trọng nào đó. Giờ phút này, Tiểu Hồng hóa thân thành long viên, mắt nó đỏ tựa như có lửa cháy hừng hực trong đó, mang theo lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên, nó đã trấn nhiếp rất nhiều kẻ có ý đồ dục dịch, làm tăng thêm lực uy hiếp của Lâm Nhất. Lúc này đây... Nếu ai dám nhắm vào bảo cốt thương long thì ắt hẳn phải suy nghĩ thật kỹ xem có thể trả được cái giá đắt đỏ kia không. Ầm ầm. Xích huyết long viên thoạt nhìn có vẻ mập mạp, khổng lồ, nhưng lại cực kỳ nhanh nhạy, chỉ vài cú nhảy, nó đã rời khỏi quảng trường Phong Lăng. Cứ thế mà đi ư? Vô số ánh mắt dõi theo Nguyệt Vi Vi và Lâm Nhất đang ngồi trên vai long viên, trong mắt bọn họ lóe lên tia khó tin. Mãi cho đến lúc này, có rất nhiều người dường như vẫn còn đang ở trong mộng, không dám tin những gì diễn ra trước mắt. Thiếu niên từng bị giới tử thần U tuyên bố muốn hắn phải quỳ mà bò vào quảng trường Phong Lăng lại không chỉ điên cuồng giết thẳng một mạch, hơn nữa còn càn quét tam đại giới tử, đồng thời mạnh mẽ dẫn người đi. Trước mặt hắn, yêu nghiệt kim bảng chỉ với một cái phất tay đã bị tàn sát, hoàn toàn không có lực đánh trả. Dù tam đại giới tử có liên thủ thì kết cục cũng là bị quét ngang, đặc biệt. Giới tử thần U, người có thực lực mạnh nhất đã liên tục quỳ gối hai lần trước Lâm Nhất, cuối cùng, hắn ta bị kiếm của thiếu niên này đính chặt trên tảng đá lớn, không cách nào nhúc nhích được trước ánh nhìn chăm chú của vạn chúng. Hai từ ngông cuồng và bá đạo đã không cách nào mô tả được phong thái của Lâm Nhất, hắn khiến mọi người rung động, đồng thời cũng khắc sâu ấn tượng. Giờ hắn lại muốn rời đi, khiến mọi người có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng rất dài, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Vậy mà thật sự làm được, không thể tưởng tượng nổi. Một người một kiếm quét ngang ba chiến giới lớn, trên thiên lộ, thử hỏi còn ai có thể tranh phong cùng hắn. Tuy nhiên, theo ta thấy thì có vẻ như hắn bị thương không nhẹ, sợ là cố gắng chống đỡ. Cũng khó nói, nhưng coi bộ không ai dám thử, chỉ riêng tôn xích huyết long viên kia đã đủ đáng sợ rồi. Sau khi bừng tỉnh, võ giả các giới tề tụ tại thành Phong Lăng liền xì xào bàn tán. Nhiều người nhìn về phía Lâm Nhất với ánh mắt tràn đầy sự kính sợ, quả thật những gì mà thiếu niên này trải qua quá mức truyền kỳ. Tại cao nguyên Hoàng Sa, hắn đã khiến thần thoại trên thiên lộ tan vỡ, đánh vỡ cấm kỵ không thể trêu chọc mười phương chiến giới. Hôm nay, hắn lại lần nữa giẫm nát thần thoại, để mọi người biết rõ được hung danh của hắn. Chiến giới không thể trêu vào, mà công tử Táng Hoa cũng không thể trêu chọc, giết người chỉ một kiếm, cho đến nay. Đó chưa bao giờ là lời nói đùa.
ta cho ngươi đi à. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, là giọng của giới tử thần U. Mọi người không khỏi khiếp sợ, đồng loạt quay đầu nhìn, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Một luồng quang ảnh xẹt qua nền trời, xuyên qua vô số mảnh đá vụn, thoáng cái đã tiến đến trước mặt Lâm Nhất. Quang ảnh chất chồng lên nhau, giới tử thần U hiện ra thân hình. Lúc này, sắc mặt hắn ta trắng bệch, vết thương do kiếm trước ngực vẫn còn đó, nhưng hắn ta lại bắt đầu khởi động chân nguyên hùng hậu trong cơ thể, khiến mọi người hoảng sợ không thôi. Giống. Trong mắt Xích Huyết Long Viên lóe lên tia lửa giận, cả người nó bộc phát khí thức cực kỳ thô bạo, không cho phép khinh thường. Bị Tiểu Hồng trừng mắt, rõ ràng sâu trong mắt giới tử thần U lóe lên tia kiêng kỵ. Thương thế của hắn ta vẫn còn đó, hiện tại cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cút! Lâm Nhất lạnh lùng quát lên một tiếng. Nếu không phải hiện tại hắn bị thương nặng, lại còn có những giới tử khác đang nhắm vào, thì hắn lười phải nói nhảm quá nhiều với kẻ này. Một chữ cút khiến sắc mặt giới tử thần U đỏ bừng, hắn ta siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán cũng gồ lên. Hừ, Lâm Nhất, ngươi có dám đánh một trận công bằng cùng ta không? Lồng ngực giới tử thần U phập phồng, hắn ta cố đè nén lửa giận, lạnh giọng nói. Hiện tại, trạng thái của hai người họ đều rất tệ, mỗi người đều tiêu hao quá mức, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Công bằng. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia mỉa mai, hắn cười cợt nói, thú vị thật. Đường đường là giới tử thần U vậy mà lại nói công bằng với ta. Da mặt ngươi đúng là dày thật, Lâm Mỗ thật sự bội phục. Còn chưa thấy ai vô liêm sỉ như người này, cả đám sử dụng thủ đoạn hạ lưu, muốn ép Lâm Nhất đến đây chịu nhục, vậy mà bây giờ lại nói đến công bằng trước mặt hắn. Lâm Nhất hiểu rất rõ ý đồ của đối phương, đơn giản là vì hắn ta bị thương quá nặng, e ngại Xích Huyết Long Viên nên mới nói như vậy. Bớt nói nhảm, ngươi dám hay không? Ánh mắt giới tử thần U thoáng trở nên sắc lạnh, hắn ta lạnh lùng quát. Sự chấp nhất của hắn ta khiến mọi người lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu cẩn thận nghĩ lại sẽ hiểu, người này đã hai lần liên tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Nhất, và lần nào cũng trong tình huống không kịp đề phòng, còn chưa thi triển bản lĩnh đã phải quỳ xuống, mời vừa nói ra mấy lời hùng hồn, một khắc sau đã chật vật quỳ sụp xuống. Dù là bất kỳ ai cũng cảm thấy không phục, chớ nói chi là giới tử thần U. Giờ phút này, hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nếu là yêu nghiệt chân chính thì dù có đến tình trạng nỏ mạnh hết đã vẫn có sức chiến đấu kinh người như trước, không để bất kỳ ai khinh thường. Hiển nhiên, Lâm Nhất và giới tử thần U đều là siêu phàm trong chúng yêu nghiệt, vạn người không có một. Lâm Nhất, người có dám hay không, giới tử thần U lại lần nữa hùng hổ dọa người. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, hắn phát hiện có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trong số đó có vài ánh mắt mang theo ẩn ý. Nếu hắn không tiếp trận chiến này, e rằng nhiều người sẽ cho rằng hắn thật sự sợ hãi. Đến lúc đó, chưa chắc không có giới tử khác đến khiêu chiến. Ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Lâm Nhất ngẩng đầu, thản nhiên nói. Ha ha, hay cho câu như ngươi mong muốn, ngươi định vả mặt ta tiếp à? Không có chuyện đó đâu, sắc mặt giới tử thần U trở nên hung tợn. Hắn ta gầm lên một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn ta tràn ra. Bốn chữ như ngươi mong muốn đã trở thành cái gai trong lòng hắn ta. Ai cũng biết hắn ta đã nhiều lần lên tiếng, hòng ép Lâm Nhất đến. Đến khi Lâm Nhất xuất hiện, câu đầu tiên tên này nói chính là ta đã đến như ngươi mong muốn, chẳng qua không ai ngờ rằng những lời này ẩn chứa lửa giận vô cùng tận, và thiếu niên này cũng đã nhắc lên một trận cuồng phong kinh thiên động địa tại quảng trường Phong Lăng. Oanh! Vừa dứt lời, uy áp trên người giới tử thần U đã tăng vọt, trên người hắn ta bắn ra hào quang, toàn thân trở nên trong suốt, có thể lờ mờ thấy được thánh văn huyết ngọc được khắc trong khí hải bên trong cơ thể. Chưa hết, phía dưới thánh văn huyết ngọc kia còn có một đóa hoa tinh ma đang nở rộ. Trong năm khí hải lớn có ba đóa hoa tinh ma đang chìm nổi, trong mỗi nhụy hoa lại có một thánh văn huyết ngọc tỏa chấn. Hoa tinh ma! Ánh mắt mọi người lập tức lóe lên tia khác thường, tiếng kinh hô lần lượt vang lên. Việc này quả thực đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Hiển nhiên, giới tử thần U đã hàng phục được hoa tinh ma, có hoa tinh ma gia trì, chân nguyên sẽ có sự thay đổi về chất,
thoát thai hoán cốt, khí hải cũng sẽ diễn hóa thành động thiên càng thêm vững chắc. Đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận như thế này, bọn họ chỉ có thể so đấu nội tình. Mà nội tình của giới tử thần U quả thực khiến mọi người lắp bắp kinh hãi. Lâm Nhất, đây chính là con đường mà ngươi lựa chọn, đừng trách ta khi dễ ngươi. Giới tử thần U cười khoái trá, hoa tinh ma trong khí hải đều đang bốc cháy, vô số hư ảnh của hoa bắn ra quanh thân hắn ta. Hắn ta đứng giữa vô số quang ảnh chất chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo, thoạt nhìn cứ như vượt trên thế gian, toát ra uy áp không thể nhìn thẳng. Vèo. Hắn ta hóa thành một luồng sáng, vọt về phía Lâm Nhất với tốc độ tia chớp. Lâm Nhất đứng trên vai xích huyết long viên, nhắm hai mắt lại, không hề nhúc nhích, dường như mặc kệ đối phương đang lao đến. Có điều, khi đối phương sắp áp sát, tay phải giấu trong ống tay áo của hắn thình lình vươn lên, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng trong quá trình đó, hai đóa hoa tinh ma chìm nổi trong tứ đại khí hải đồng loạt nở bung ra, hư cảnh của cánh hoa lần lượt bay vọt ra, mênh mông vô tận. Thoạt nhìn không có điểm cuối. Thời khắc hoa tinh ma bắt đầu thiêu đốt, thân thể Lâm Nhất bỗng trở nên trong suốt, tựa như thiếu niên thần tôn, mang theo khí thế không giận tự uy. Cảnh giới thiên phách tầng 4, hai đóa hoa tinh ma. Đồng tử giới tử thần U co mạnh, sao có thể thế được, hắn mới chỉ đến cảnh giới thiên phách tầng 4 mà thôi, sao có thể luyện hóa cùng lúc hai đóa hoa tinh ma trong hai khí hải được chứ? Ngay lập tức, hắn ta có cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, có một luồng khí lạnh đáng sợ ập đến. Tới. Hắn ta vừa định lui về sau thì ánh mắt Lâm Nhất như tia chớp bắn đến, khí lạnh bùng nổ, kèm theo đó là một tiếng quát cuồng nộ. Tay hắn đã hoàn toàn duỗi ra, chỉ một cái nhấc tay, uy áp hùng hậu cứ thế kéo lấy giới tử thần U vốn đứng cách đó không xa. Bốp tương đương. Khi bàn tay kia rơi xuống. Một cái tát vô tình giáng lên khuôn mặt chữ điền của hắn ta. Anh thanh vang dội như tiếng sấm, giới tử thần U phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta hệt như con chó chết nằm co quắp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái tát này xem như tiền lãi, lần sau ta sẽ đến lấy mạng của ngươi. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đối phương, xích huyết long viên dưới người lập tức nhảy vọt lên, mang theo hắn rời khỏi đây như một tia chớp. Nhưng âm thanh còn quanh quẩn giữa trời đất kia lại khiến người ta sởn hết gai ốc. Bốp! Cái tát vang dội như sấm rền vẫn còn văng vẳng khắp bốn phương, nhưng lúc này, xích huyết long viên đã cõng Lâm Nhất đi xa, dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mà câu nói của Lâm Nhất để lại còn khiến mọi người cảm thấy không rét mà run. Lần sau ta sẽ tới lấy mạng của ngươi. Lâm Nhất đã mạnh mẽ quét ngang ba chiến giới lớn. Vậy mà vẫn không có ý định bỏ qua. Hiển nhiên, ân oán giữa hắn và tam đại giới tử đã đến tình trạng không chết không thôi. Giới tử thần U hệt như con chó chết nằm trên mặt đất, từ trước đến nay hắn ta chưa bao giờ thê thảm như vậy, một cái tát này đã đánh hắn ta phát ngốc luôn rồi. Điều này sao có thể? Hắn ta thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lắm chỉ mới là thiên phách tầng 4 mà thôi. Vậy mà có thể gieo vào mỗi khí hải hai đóa hoa tinh ma, việc này quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Hoa tinh ma có bao nhiêu đáng sợ chứ? Hễ là ai từng gặp thì đều khắc sâu ấn tượng về điều đó, bọn họ hiểu rõ, dù là cao thủ thiên phách tầng 5 thì chỉ chút sơ sẩy thôi cũng sẽ bị đốt thành cặn. Còn về phần hàng phục hoa tinh ma trong cơ thể, ngoại trừ đám giới tử, e rằng không ai có can đảm để làm được điều này. Khi nhóm giới tử thăng cấp lên thiên phách, bọn họ đã được các trưởng bối trong gia tộc gieo vào tử phủ huyết ngọc thánh phẩm. Huyết ngọc khắc thánh văn, chính là để tương lai có thể thuận lợi hàng phục hoa tinh ma. Nhưng dù vậy thì vẫn cửu tử nhất sinh, vô cùng gian nan. Còn Lâm Nhất, hắn chỉ là một hắc mã mới quật khởi, vậy mà trong mỗi khí hải lại gieo vào hai đóa hoa tinh ma. Từ tận đáy lòng, giới tử thần U cảm thấy vô cùng bàng hoàng và thậm chí có chút tuyệt vọng. Soạt! Đột nhiên, trong mắt mọi người lóe lên tia khác thường, kể cả giới tử thần U cũng lộ vẻ nghi hoặc. Ngay vừa rồi, trong một khoảnh khắc, mọi người đã nghe thấy tiếng kiếm vỡ, kiếm ý thông thiên tựa như sao băng từ trên trời rơi xuống, rồi lập tức biến mất, khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trở tay không kịp. Cũng ngay lúc đó, Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếp trên lưng, đứng trên thân xích huyết long viên vung tay tát bay giới tử thần U. Mạnh mẽ, bá đạo, hung ác. Vô địch.
nhưng uy lực hùng mạnh từ kiếm ý lại bất giác trở nên nhạt nhòa, cảm giác đó rất đột ngột. Thình thịch. Hai giới tử Thiên Càn và Huyền Long lần lượt đi đến bên cạnh giới tử Thần U, sắc mặt bọn họ cũng lộ vẻ khác thường. Hai người này bị thương cực nặng, ngực gần như bị đâm xuyên qua, đồng thời hai vết thương tạo thành bởi uy lực của hai thánh linh vẫn đang tiếp tục tác động lên người họ. Trong lúc nhất thời, sợ rằng bọn họ không thể khôi phục được, cũng may là bọn họ có nội tình thâm hậu nên có thể chống chịu được, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm chết rồi. Không đúng. Giới tử Huyền Long dõi mắt theo hướng Lâm Nhất vừa rời đi, ánh mắt hắn ta lập lòe. Hình như kiếm ý của hắn đã sụp đổ. Ánh mắt giới tử Thiên Càn lóe sáng, hắn ta lẩm bẩm, rồi cả hai cùng nhìn về phía giới tử Thần U. Giới tử Thần U thoáng suy tư, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong mắt hắn ta lóe lên tia sắc bén, cắn răng cười nói, hắn bị thương. Hôm nay ắt phải chết. Ngẫm lại cũng đúng. Dù Lâm Nhất có được kiếm ý thông thiên và võ học thánh linh, thì một đường đánh giết đến đây đã tiêu hao không ít, đó là chưa kể cùng lúc giao đấu với tam đại giới tử. Không có chuyện không để lại vết thương, nên biết, tam đại giới tử gần như là thê thảm đấy. Trên thực tế, giới tử Huyền Long và giới tử Thiên Càn bị oanh nát thánh linh, có thể nói là gần như nhặt về một cái mạng. Thiên địa đồng tâm, với đẳng cấp võ học bực này được diễn hóa từ hai đại thánh linh, nếu đổi lại là bất kỳ ai thì e rằng kết cục chắc chắn là cái chết. Thậm chí, chỉ với một chút dư âm còn sót lại cũng đủ khiến các yêu nghiệt khác trên kim bảng bị nghiền xương thành tro. Mà Lâm Nhất lại lấy một địch ba, dù có nghịch thiên thế nào thì không bình yên vô sự mới là đúng. Giới tử Thần U trăm phương nghìn kế muốn đánh một trận công bằng với Lâm Nhất, thật ra là muốn dò xét xem rốt cuộc đối phương có bị thương hay không. Giờ xem ra, hắn không chỉ bị thương mà còn bị thương rất nặng. Không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc, lần này hắn không chết, ở trận chung kết, tên nhóc này ắt sẽ khiến chúng ta chết không có chỗ chôn. Ánh mắt bọn họ dần nóng lên, mỗi người liền lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp gấm. Oanh! Khoảnh khắc hộp gấm mở ra, một luồng sinh cơ dồi dào bộc phát, ánh lửa hừng hực chiếu rọi vòng trời. B-O-A-N-G! B-O-A-N-G! Ngay sau đó, trên vòng trời vang vọng tiếng phượng hót, âm thanh quanh quẩn giữa trời đất, khiến lòng người kinh ngạc không thôi. Đó là loại đan dược gì? Là đan niết bàn. Thánh dược cực phẩm dùng để trị thương, có tác dụng tựa như cây khô gặp mùa xuân. Trong truyền thuyết, chỉ cần không chết thì bất kỳ thương thế nào cũng sẽ phục hồi như cũ. Nội tình của chiến giới quả là đáng sợ, chẳng lẽ Lâm Nhất thật sự bị trọng thương? 8-9 phần rồi, nếu không ba người này sẽ không lãng phí thánh dược chân quý như vậy, sợ rằng giới tử cũng chỉ có duy nhất một viên mà thôi. Khắp nơi vang lên tiếng xì xào bàn tán, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Ngay cả nhóm giới tử cũng lộ vẻ kinh ngạc. Giới tử Hoàng Đồ cười nói, ba người này thật sự cam tâm lấy ra đan niết bàn cơ đấy. Tuy rằng đan niết bàn ở chiến giới cực kỳ quý hiếm, nhưng trước khi giới tử bước đến thiên lộ, các trưởng bối trong gia tộc đã phá lệ ban cho mỗi người họ một viên. Đây là đan dược cấp tinh quân, thậm chí lên đến cảnh giới thần đan, là thánh dược có thể bảo vệ tính mạng ở thời khắc quan trọng. Bọn họ quyết định dùng vào lúc này. Hiển nhiên là muốn lập tức khôi phục thương thế, hòng đuổi theo chặn giết Lâm Nhất trước khi hắn về đến thành tứ tượng. Giới tử Hoàng Đồ chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn ta lộ vẻ thấu hiểu. Vừa nãy, giới tử Thần U mạnh mẽ ngăn cản Lâm Nhất, nhưng lại không lựa chọn sử dụng đan niết bàn, 8-9 phần là có ý muốn thử. Nếu đối phương không bị thương nặng thì không cần phải dùng đến đan niết bàn, bởi lẽ dù cho thương thế của bọn họ có khôi phục thì cũng không chắc có thể đuổi kịp Lâm Nhất. Nhưng tình huống hiện tại lại khác. Sau khi sử dụng đan niết bàn, thương thế trên người bọn họ lập tức khôi phục với tốc độ cực kỳ khủng bố, khí thế hùng hậu điên cuồng tăng vọt, chỉ trong một nhịp thở đã lần nữa về đến đỉnh cao. Hào quang lần lượt bắn ra từ trên người ba người họ, dáng vẻ suy yếu, thê thảm trước đó bị quét sạch, uy áp thuộc về giới tử lại lần nữa khôi phục. Bị vả mặt đến như vậy, đan niết bàn không dùng cũng phải dùng. Một giới tử mặc áo xanh thêu tơ vàng nở nụ cười với giới tử Hoàng Đồ, thì thầm nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ta cũng liếc nhìn Bùi Tuyết bên cạnh giới tử Hoàng Đồ, ẩn sâu trong mắt lóe lên một tia tham lam. Giới tử Hoàng Đồ nhíu mày, không thèm đáp lại hắn ta,
còn Bùi Tuyết thì có vẻ hơi căng thẳng. Oanh! Không bao lâu sau, độ khoảng nửa khắc, giới tử thần U đã dẫn đầu vọt lên trời, hai giới tử còn lại cũng mở mắt ra, mỗi người cũng bay vút lên trời. Quang huy từ thánh văn huyết ngọc trong cơ thể bọn họ tỏa ra, chồng chất lên nhau, tạo thành một vùng mờ ảo, uy danh cũng đồng thời quay về đỉnh phong. Thậm chí còn có hư ảnh Phượng Hoàng như ẩn như hiện trên người bọn họ, có thể thấy được, ngoài việc chữa thương, đan niết bàn còn mang lại cho đám người này thu hoạch không tầm thường. Ngay trong một khoảnh khắc, thực lực của bọn họ đã có sự tiến bộ rõ rệt, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ không thôi. Đan niết bàn, còn được xưng là dục hỏa niết bàn. Nếu tổn thương đủ nặng, sẽ có hiệu quả tương đương với dục hỏa trùng sinh, đương nhiên chắc chắn sẽ kém hơn so với thần điểu Phượng Hoàng chân chính. Đuổi theo. Giới tử thần U lấy ra ngọc giản, trước tiên phát vài tin tức rồi mới lạnh giọng quát một tiếng, sau đó dẫn đầu bay vọt ra khỏi thành. Thịch thịch. Hai giới tử Thiên Càn và Huyền Long theo sát phía sau, chỉ trong chốc lát, bọn họ đã ra khỏi thành, phóng về phía Lâm Nhất đã bị trọng thương. Vèo, vèo, vèo. Ngay sau đó, âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, bảy giới tử còn lại cũng lần lượt vọt lên trời, đuổi theo sau lưng tam đại giới tử, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Chỉ còn lại giới tử Hoàng Đồ và một giới tử khác không có hành động, đó chính là giới tử mặc áo xanh lúc nãy. Hắn ta có phong thái hiên ngang lẫm liệt, giữa hai hàng lông mày toát lên duệ khí của bậc vương giả. Hắn ta là Đế Vũ. Trên thiên lộ có ba quả thần huyết, một quả rơi vào tay Bùi Tuyết, nàng ta cũng vì thế mà bỏ ra một cái giá rất đắt. Một quả nằm trong tay Nguyệt Phi Vi, nàng ta cũng trả giá đồng dạng. Duy chỉ có người này là an ổn thoát ra. Hắn ta tràn đầy thần bí, trong số giới tử của mười phương, là người lạnh lùng, kiệt ngạo nhất, và cũng là lựa chọn hàng đầu cho vị trí đầu bảng tại trận chung kết. Giới tử Đế Vũ không có hứng thú với bảo cốt thương long à, ánh mắt giới tử Hoàng Đồ lóe sáng, thấp giọng nói. Đế Vũ cười nói, ta thấy rất rõ, lúc Lâm Nhất thi triển võ học thánh linh lần thứ hai đã dùng sức mạnh của bảo cốt. Hắn đã mở được ít nhất một tầng phong ấn của bảo khố thương long, nó đã hoàn toàn dung hợp với hắn. Dù có phí công đào ra thì hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh. Giới tử Hoàng Đồ hoàn toàn không sợ, cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, nhàn nhạt nói. Tuy là thế, nhưng trên người Lâm Nhất có rất nhiều bí mật, những bảo vật khác chắc hẳn cũng rất phi phàm. Chỉ riêng môn võ học chí thánh song linh đồng tu kia đã đủ để khiến cho người ta đỏ mắt rồi. Chút cơ duyên ấy vẫn không đáng để đắc tội với ba chiến giới cùng một lúc. Đế Vũ khẽ cười, ung dung nói. Lâm Nhất khiến ba chiến giới mất hết mặt mũi, nếu người khác dám đụng vào hắn thì chắc chắn họ sẽ trực tiếp trở mặt. Đặc biệt là giới tử thần U. Nỗi nhục do một tát kia mang đến sẽ làm hắn ta liều mạng với bất cứ ai. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết. Đế Vũ im lặng một lát rồi nói một cách đầy chắc chắn. Hắn ta khác với những người khác, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không mở miệng thì thôi, một khi đã nói là chắc chắn đúng. Có vẻ như ngươi còn có ý khác. Bùi Tuyết cau mày, bước tới hỏi. Tuy tam đại giới tử dùng đan niết bàn để chữa lành vết thương, nhưng dù thế nào thì Lâm Nhất vẫn còn một con xích huyết long viên. Chỉ cần an toàn đi đến thành tứ tượng thì sẽ không có ai có thể đụng đến hắn. Tình hình giờ đây của Lâm Nhất rất nguy hiểm, nhưng chưa chắc không có đường sống, hơn nữa xác suất còn rất lớn. Đế Vũ cười to nói, kiếm ý của một người dù có hư hao cũng sẽ không bỗng dưng vỡ vụn. Y như những gì ta đoán. Chắc là vị đại nhân kia đã nhìn hắn một cái từ xa. Chỉ liếc một cái đã đánh nát kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất. Thân phận của vị đại nhân kia lập tức rõ rệt, ngoài trưởng lão trong tông môn siêu cấp có quan hệ thân thiết với chiến giới thần U ra thì chẳng còn ai nữa. Bùi Tuyết nghe vậy thoáng chốc biến sắc, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoàng Đồ huynh, người định ra tay hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.